Nhưng mọi người đã biết thì từ trước tới nay đồ pin luôn luôn tiện dụng và phải nói là cực kỳ an toàn cho người sử dụng luôn các bác nhá. Rồi quạt pin này, rồi là cưa xích pin này, rồi ngày hôm nay lên phục vụ tất cả khách hàng em một số mã đồ pin rất là rẻ. Đặc biệt luôn là trong thời tiết mà mưa bão như thế này. Ơi, mưa phải nói là mưa liên tục luôn và sẽ có tình trạng mất điện thì các bác có thể tham khảo cho em những cái mã quạt pin này, là kích điện, kích wifi hay các bác khách hàng nhà em là sạc điện thoại, sạc dự phòng các thứ luôn. Quá là ok, lao tiện dụng luôn giúp em nhá. Đây ví dụ đầu tiên này. Đó ơi, sau mưa bão chặt cây nhiều, chặt cây cối nhiều mà đồ pin thì mang ra ngoài trời mưa là có thể là mang ra được nha. Vì là các bác cưa cây tỉa cành này, rồi là nó tiện dụng mọi người leo trèo trên cao trên mái hay là những cái khu vực mà có không dòng được dây điện thì quất luôn đồ pin cho em. Như em đang cầm đây thì sẽ là một cái mã cưa xích pin. Từ trước tới nay em đã bán rất là nhiều tới đây mọi người rồi. Và phải nói là giá khá là hợp lý nhá. Rồi, mọi người có thể cận cảnh nhìn rõ luôn cho em. Đây là một con cưa xích pin hàng của Bosu. Bosu thì hàng công ty, hàng chính hãng. Các bác sẽ được bảo hành cho em là 6 tháng trên toàn quốc mọi người nhá. Đây còn có vị trí thì có anh em tra số nhốt. Còn đây, lam xích và các dụng cụ bảo vệ đã lắp sẵn sàng đầy đủ như thế này rồi. Chân phổ thông này, mọi người cứ có pin là tham khảo được luôn cho em một cái thân máy. Và khi mua một thân máy này là mọi người còn được đi kèm, mua một thân máy này là được đi kèm một hộp đựng, một hộp đựng bằng nhựa để các bác đựng bỏ thân máy vô đây. Các bác xách, các bác mang đi làm cho em. Đó, đấy là dành cho các bác nhà em mà đã có video thì có thể tham khảo một con thân máy cưa xích 8 inch của Bosu, motor Bluex không chủ than, hàng công ty và giá chỉ có là 550 ngàn. 550 ngàn là em bao phí vận chuyển cho mọi người. Các bác nhận hàng đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Ơi, ví dụ mà có những khối pin chân phổ thông thế này thì tham khảo luôn này. Gắn mô pin này, thử luôn các em. Đó, có thấy không? Ra là con này em có video em test rồi. Rồi thì em, các bác cũng sẽ cùng em xem cái video em test thử xem nó như thế nào nhá. Các bác sẽ cùng em lấy con Bosu 8 inch em cắt khúc gỗ mọi người nha. Xem các bác có ngon ngọt như là em giới thiệu không ạ. Đơn giản luôn các bạn. Thực sự nó rất là ngon luôn mọi người nha. Cắt thì bao ngọt và cắt trên gỗ nhãn cực kỳ là chắc chắn và cực kỳ còn là gỗ thịt á. Đó, nó rất là cứng. Đây có thể cắt ok la luôn. Con này mọi người có pin rồi, các bác ở nhà đóng pin thì tham khảo cho em một con thân máy cưa xích của Bosu. Trời ơi, giá có 550 một thân thôi. Ngoài ra ngày hôm nay nhá, nếu mọi người chưa có pin, ví dụ cắt ít vừa phải có thể lấy một quả pin. Một quả pin 15 cell của Bosu, quả này em bán quá trời là nhiều luôn rồi. 300 ngàn bao ship bảo hành 6 tháng cho tất cả khách hàng nhà em. Một thân máy một pin, combo một thân máy một pin với một sạc nữa, gọi là bộ một pin á, thì giá phục vụ khách hàng nhà em sẽ là 850 ngàn. Còn combo với hai quả pin, combo con cơ xích của Bosu, hai quả pin 15 cell đó như này luôn, và một sạc với kèm hộp đựng, thì giá tới tay phục vụ khách hàng nhà em là 1.150.000. Và con này thì cũng có cho em test rồi, mọi người yên tâm luôn. Cắt bao ngọt ngay vòng tua tốc máy. Và cái lưỡi này, và cái xích này, cái xích nó cực kỳ là bén. Cái xích này rất là quan trọng trong việc cắt máy, trong việc cắt gỗ. Bởi vì sao? Nó bén thì cắt đường cắt của bác nó mới phẳng được. Đó, nó mới ngọt được luôn đấy nha. Thân máy 550, còn combo một bộ là 850. Combo một bộ 2 pin nó sẽ là 1.150.000. Và giá em bao phí vận chuyển toàn quốc tới tay khách hàng nhà em. Tầm này này, cây cối đổ nhiều, các bác cắt nhiều, lấy đồ pin cho em, nó vừa tiện dụng mà nó vừa an toàn. An toàn tuyệt đối luôn, đồ pin này khỏi phải lăn tăn luôn này. Rồi tiếp tục luôn cho em này, một cái mã sản phẩm em thấy phải nói rất là tâm đắc. Đó là một cái kích. Cái kích này thì em thấy là khá là tiện với trong cái thời điểm mà mất điện vừa qua. Như khu vực em, hôm trước nó mất điện 2 ngày. Rồi
Vậy với một cái cách này thì em vẫn đang sử dụng được wifi, trong khi mọi người là mất sóng điện thoại, mất wifi, không có điện là không xài được. Ở nhà em khi mất điện vẫn xài được wifi các bác nhá. Nếu ở nhà mà các bác có một cái khối pin chân phổ thông thế này thì tham khảo cho em. Con này khá là tiện dụng cho mọi người và giá tầm này rất là rẻ rồi. Đầu tiên là con Bosun này. Bosun cái kích, gọi là kích cho em. Gọi cho em là cái kích 220V của Bosun. Con này chuyển nguồn nhá, chuyển từ pin 18-21V lên 220V. Đây nhìn hộ em. Nó sẽ có cái màn hình hiển thị, các bác có thể nhìn thấy đây. Màn hình hiển thị này là hiển thị cái điện áp của quả pin, có công tắc bật mở giúp em nhé. Và ngoài ra này, con này cho ra cái gọi là điện áp 220V và có 3 cổng sạc. Thì hai cổng màu trắng là cổng sạc thường, cổng màu cam là cổng sạc nhanh cho em. Còn đây các bác có thể là gắn các cái thiết bị, ví dụ như là các bác gắn sạc này, dây sạc này, hoặc là dây bóng đèn. Đó, rất là tiện nha, hoặc là dây ví dụ như kích wifi, nhà em là dùng cái này em kích wifi này. Rồi dây bóng đèn các bác bán bóng đèn LED cho em nhá. Ví dụ là dưới 180W là ok. Đó, trời mất điện mà mình vẫn có thể mình thắp bóng LED, bóng tip ấy, mình xài ok luôn giúp em. Đó, một cái kích như này, nếu có pin thì có thể tham khảo. Duy một kích dầu là thân kích này. Giá là 200 ngàn này, báo ship hàng của Bosun nhá, bao phí vận chuyển cho mọi người. Còn nếu mà chưa có pin, mọi người nhớ lưu ý là phải mua thân máy kèm pin thì mới dùng được nhá. Rồi, pin như này. Đó, ví dụ như quả pin chân phổ thông này, hàng của gọi là chân pin Makita là các bác xài luôn cho em. Mọi người đóng pin có thể tham khảo. Ngoài ra này, ví dụ như là nóng bức như thế này, trời ơi mất điện là kiểu gì, là làm gì có quà mà nóng bức. Thời tiết khoảng 37 độ, hoặc đơn giản là chỉ còn hơn 30 độ thôi là trẻ con nó rất là nóng rồi, người già cũng thế luôn. Thì đây, lấy cho em một cái thân quạt pin 8 inch chân phổ thông. Con này nhá, quạt này nó có rất là nhiều mã để mọi người có thể lựa chọn. Ví dụ này một cái mã quạt xoay này. Có thể là quạt xoay. Đây, con này là quạt xoay này. Rồi là quạt không xoay. Hai cái mã tiện dụng mọi người có thể nhìn trước mặt mọi người đây. Em cầm hai con so sánh cho các bác khách hàng em để mọi người thấy con nào hợp lý và tiện dụng nha. Thì với quạt này, em đã có test thử nhá. Đã test thử với cái quả pin này. Rồi xem hộ em này. Wow. Con này là có xoay được nha. Đây là công tắc. Công tắc phía sau để mọi người có thể xoay được luôn này. Ok, xoay cho em nhé. Xoay xung quanh để mọi người có thể mát được nha. Đó, các anh thấy không? Vừa xoay được luôn. Xoay được luôn mà lại còn có hai cấp chỉnh tốc, tốc số 1 đây và tốc số 2. Hai cấp điều tốc mọi người có thể tùy điều chỉnh cho em. Với cái quạt này là em đã test thực tế với quả pin này. Chính em là người test chứ em phải không phải thông qua một cái đơn vị nào cả mà em là người test thực tế luôn. Quạt này dùng với pin 15 cell của Bosun. Đây là gọi là quạt Bosun xoay nhé. Bosun xoay cho em. Thì dùng với pin này các bác có thể xài liên tục cho em là từ 8 cho đến là 10 tiếng. Đó, liên tục luôn giúp em nhé. Quạt liên tục từ 8-10 tiếng. Quá trời ok rồi đúng không ạ? Thì thân quạt của nó đang là 230 ngàn. Còn combo này, combo cho em thứ nhất là một thân quạt, một pin và đây một sạc. Đây là một sạc này nhé. Đây sạc này em gọi là đã đóng sẵn luôn. Một sạc như này luôn, một sạc bàn nữa. Thì các bác, giá tới đây mọi người thì có 550 thôi, xài liên tục 8 đến 10 tiếng khá là ổn luôn đúng không ạ? Ví dụ là mất điện, nếu mà mất điện khoảng một ngày một vài hoặc là các thứ thì các bác có thể là dùng hợp lý luôn cho em. Hoặc nhiều khi mọi người đi bán hàng rong ngoài chợ, đi chơi picnic, vớt luôn cho em một bộ này. Đây, một bộ này mà giá chỉ có 550 thôi. Chạy liên tục cho em từ 8 cho đến là 10 tiếng mọi người lưu ý nhá. Đó. Rồi, tiếp tục lên giúp em này. Tiếp tục lên giúp em cái quạt này. Con này thân quạt Bosun xoay là 230 nhá. Còn combo quạt thì với quả 15 cell nó sẽ là 550. Đây, tiếp tục là một cái quả pin này. Tiếp tục là một cái thân quạt. Thân quạt này thì nó cứng cáp hơn, con này không xoay được. Được cái là cái ưu điểm của nó là nó rất là cứng, cổ rất là cứng luôn. Nó các bác va đập các thứ thoải mái luôn cho em. Đường kính cánh là 20 phân, còn bao lồng ngoài là 22 tới 23 phân giúp em nhá. Con này là lồng trước lồng sau đều bằng kim loại và cánh cũng là bằng kim loại luôn. Con này quạt không xoay, thời điểm trước quạt không xoay thì nói chung là nó có tính ổn định và nó rất là gọi là cứng cáp. Đó, quạt không xoay rất cứng cáp, còn quạt có xoay này thì cái cổ nó gọi là nó phải để mọi người nó di chuyển được, nên là cái cổ nó sẽ không được cứng bằng quạt này, nên mọi người có thể lưu ý nhá. Hai mã quạt sẽ có ưu nhược điểm khác nhau tùy nhu cầu mọi người tham khảo. Ví dụ như con này, các bác gắn cho em. Trời ơi, rồi, bật lên, bao mát luôn nha, chạy cả 8 đến 10 tiếng luôn cho em. Ví dụ một thân quạt này một pin với một sạc tính luôn cho khách hàng nhà em chỉ có 500 ngàn thôi. 500 ngàn em bao phí ship hoàn hỉ luôn. Tầm này các bác nhà em xài quạt rất là tiện luôn.
mất điện hoặc trời mưa mình đi ra ngoài cái khu vực mà không có điện thì mình cứ xách cái quạt lên cho em rất là mát, ở nhà có trẻ con rất là tiện luôn nhá. Giá hiện tại là thân quạt là 200, thân quạt giá sale nhá, sale luôn là 200 em bao ship, 200 em bao ship, số lượng thì còn ít thôi mọi người nhá, bởi vì là tầm này cũng là cuối vụ rồi. Mà thực ra này cuối vụ tầm này nó rất là nóng, nó vẫn rất là nóng luôn, quạt pin rất là cần thiết. À đây còn tiếp này, quạt lại đến đèn, đã hết quạt lại đến đèn luôn nhá. Đây lên tiếp cho em một cái đèn, đèn của Wokfix thực sự luôn mọi người, thời điểm trước riêng cái mã đèn này phải tầm 300.000 luôn, nhưng mà hiện tại giá đã đang rất là rẻ rồi. Ví dụ như một cái thân đèn này cho em thì sẽ là đèn 70W hàng của Wokfix nhá, hàng công ty, và các bác sẽ được bảo hành 6 tháng. Đây có hai cổng sạc, có hai cổng sạc USB để mọi người có thể sạc được điện thoại luôn giúp em. Ví dụ ở nhà mà có một cái khối pin chân phổ thông, đây gắn vô, đây là công tắc bật mở đèn, trời ơi đèn siêu sáng luôn, mang ra ngoài các bác soi rất là tiện ích luôn nhá. Đây đèn siêu sáng luôn. Thật ra là trước cái gọi là cái sự việc gì xảy ra mọi người phải có cái sự chuẩn bị trước luôn cho em. Tiếp tục là hai cổng sạc USB để các bác nhà em có thể sạc được điện thoại, trời ơi thực sự luôn. Tầm thời điểm này mất điện rồi là mưa lũ tận nhà luôn, như kiểu là như bên nhân viên công ty á, đó là cũng có cái sự chuẩn bị là pin với cả đèn với cả quạt các thứ ở nhà phòng trừ khi mất điện, như là mất điện phòng trừ khi là lũ lụt tới là cắt điện luôn đó. Nên mọi người có thể tham khảo cho em, ví dụ một thân đèn này là 70W và có hai cổng sạc USB, giá 180.000 cho em, 180 em bao phí ship cho các anh em, vừa là một cái đèn soi sáng và vừa có thể là một cái sạc điện thoại sạc dự phòng cho mọi người luôn nhá. Mọi người có pin gắn vô giúp em, 180 đèn 70W của Wokfix em bao ship nhá. Tầm này thực sự ra là đèn các bác hỏi rất là nhiều luôn, bởi vì em thấy là khá tiện, cực kỳ tiện luôn. Đến lúc mất điện rồi mới biết nó quan trọng như thế nào mọi người ạ. Rồi tiếp tục lên cho em này. À đây, đây nha, đây là một cái mã quạt, đây là một cái mã quạt nó rất là nhỏ gọn. Quả này khá nhỏ gọn luôn, nhưng mà nó chạy được rất là lâu đó. Đây nha, quả này là nó dài, cả cái lồng của nó, cả cái lồng của nó chỉ khoảng tầm được 18 phân. Tính ra là cái cánh của nó khoảng tầm được 15 phân thôi. Nhỏ gọn như này luôn, đây, nó cao này, nó cao khoảng tầm được 25, nó cao hết, gọi là hết cái này. Đó. Rồi, con này nhá, nhưng mà điểm, ưu điểm của nó, nhỏ gọn như này thôi. Trời ơi, nó chạy được khoảng tầm 12 đến 16 tiếng, pin của trong, bên trong rất là ngon luôn. Con này thứ nhất này, đầu tiên có cả đèn này. Cấp 1 này, đây đèn nhá, đèn cấp 1 này, cấp 2 của đèn này, cấp 3 của đèn. Đó, đèn này có 3 cấp chỉnh luôn nhá. Rồi quạt tiếp theo cho em, quạt cũng có 4 cấp chỉnh cho em, là chạy 25% này, chạy 50% này, chạy 75% hay là chạy 100% cho em. Đặc biệt quạt này là quạt không than, quạt không chủ than cho em nhá. Và phía đằng sau này, phía đằng sau còn có cổng sạc USB, có 2 cổng nhá, một cổng USB và một cổng Type-C. Mọi người sạc được luôn, mọi người sạc có thể sạc được cái điện thoại của mình luôn. Nó nhỏ gọn, tiện dụng và được cái là động cơ không chổi than nên vô cùng tiết kiệm pin các bác nha. Con này thân quạt, quạt này cho em giá tới tay khách hàng nhà em sẽ là 300.000 em bao phí ship nhá. 300.000 hàng của Wokfix, trước của nó là 350 cơ. Hiện tại giá sale về 300 em bao ship nhá. Pin bên trong là pin ngon nhá, khẳng định các bác là pin ngon, các bác có thể xài cho em từ 12 đến 16 tiếng các bác. Động cơ không chổi than mà còn có cả sạc dự phòng luôn mọi người ạ. À, rất là mát luôn. Mà nó rất là êm, động cơ không than rất là êm luôn. Rồi, tiếp tục lên giúp em mọi người ạ. Đâu nhỉ? Rồi. Tham khảo luôn cho em một cái thân, một cái thân khoan. Một con thân khoan đầu 10 ly cho em nhá. Một con thân khoan đầu kẹp 10 ly. Con này bình thường sẽ dán tem đều mát thôi, sẽ dán tem đều mát, có con tem còn tem, có con không còn tem. Nói chung là nó còn cũng rất là ít thôi. Thân máy nhá. 10 ly đầu lốc cho em. Khóa chặt. Và phía đằng sau này còn có một cái ốp kim loại, nhiều khi mọi người đi gõ đinh vít đầu từ tôn các thứ nhá. Con này thân máy nhá, thân máy 10 ly 290.000 em bao phí ship cho khách hàng nhà em nhá. 290.000 10 ly 2 chức năng và giản tem để quát nhá, rất là tiện dụng luôn. Motor bờ Rolex không chủ than mọi người ạ. Rồi còn 10 ly 3 chức năng thì em còn có mã của Kutan. 10 ly 3 chức năng thì cũng còn có vài con. Con này là hàng của Kutan cho em nhé. Kutan này 3 chức năng thì các bác có thể mang đi khoan sắt, khoan gỗ này, bán bằng tôn hay là búa. Búa mọi người mang đi khoan mồi cho em. Con này có vị trí để các bác nhà em còn ở đây. Cũng có là phía đằng sau này, là lắp sẵn cái đế của nó, cái đít của nó là bằng kim loại. Gõ 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 gõ, chứ gõ sơ cua thôi nha.
Rồi giá phục vụ mọi người, khách hàng của em là 330.000 một thân con cutan 10 ly 3 chức năng luôn mọi người nhá. Còn đây một cái mã thân mẩy mài, một con thân mẩy mài hàng của Stacker. Mã này thực ra em bán rất là nhiều rồi, hiện tại là còn có nửa thùng thôi, nó khoảng tầm như 10 con, 5 hay 10 con thì phải, còn có nửa thùng thôi mọi người ạ. Chân phổ thông thì có cả các dụng cụ chắn lưỡi này, có cả tay cầm phụ và tay mở lưỡi. Nói chung là thân máy dù rẻ hay dù đắt sẽ có các dụng cụ bảo vệ nhá. Đây con này công tắc bóp, công tắc bóp là tay to tay nhỏ đều xài được nhá. Thì mọi người ở nhà mà có sẵn pin rồi, rồi sẵn pin tham khảo luôn cho em. Ví dụ là sẵn quả pin này rồi này, có phải không? Tốc số 1 cho em này, tốc số 2 và tốc số 3. 3 cấp chỉnh tốc các bác có thể tùy điều chỉnh trên phía nước nguồn cho em nhá. Con này là con Stacker. Rồi lưới là lưỡi 1 tấc nha, lưới là lưỡi 1 tấc luôn do em. Giá hiện tại có 330.000 thôi, thanh lý luôn cho hàng em là 330. Em bao phí ship cho mọi người luôn. Mọi người nhận hàng đồ kiểm tra hàng trước khi toàn cho em. Đó. À rồi tiếp tục em còn một cái vài mã em thanh lý nốt cho các bác này. Rồi. Lên luôn cho em này, một cái mã quạt em thanh lý thực sự luôn, cái mã quạt này là em lỗ sấp mặt luôn mọi người ạ. Đây nha. Một cái mã quạt này thực ra từ trước nếu mà mọi người mua hàng mọi người cũng sẽ biết con này trước là các bác mua bao nhiêu. Thời điểm năm ngoái mọi người có thể mua với mức giá là tầm 650, đúng không ạ? Bọn em nhập vô là cũng phải tầm hơn 500.000 rồi, mua 650 đó, bao ship luôn. Con này thứ nhất này có cái vị trí để các bác nhà em lắp cái quả pin vô. Đây ví dụ ở nhà mà có pin sẵn rồi, con này em bán cả thân máy và em có bán cả combo một bộ luôn. Có pin rồi các bác có tham khảo con thân máy, còn chưa có pin thì các bác có thể là lấy luôn cả một bộ cho em. Đây thứ nhất là vị trí các anh em lắp pin, thứ hai này có núm xoay để mọi người xoay điều chỉnh tốc độ nhá. Con này cái chiều gọi là cái chiều dài, cái đường kính của nó, ví dụ đường kính của cả cái cánh quạt này nó khoảng vô tầm khoảng là tầm 29 phân, còn cánh quạt của nó khoảng tầm 25 phân cho em. Đi kèm theo sẽ có một củ nguồn để các bác kết nối vô điện lưới, vừa xài quạt điện thông thường còn vừa xài được pin nhá. Đây gắn cho em pin vô. Thân quạt em thanh lý hiện tại 400.000, trời ơi giải co gọi là các bác nhà em ủng hộ, giả gọi là giả kho ủng hộ em, gọi là để tránh chống lũ các bác ạ, chỗ em đang mưa rất là to luôn mọi người ơi. Đây vị trí đây có pin thì các bác chưa có gì cả lấy cả bộ luôn giúp em, một quạt một pin thì thế này, pin 15 cell luôn, màu sạc cho em, combo một bộ là 700.000 giúp em nhé. Đây nóng bức mùa hè tầm này mất điện mang ra quạt cho em quá là sướng luôn. Mất điện thì mới biết là cái quạt điện, à cái quạt pin với cả cái đèn nó gọi là quan trọng đến nhường nào các bác ạ. Ơi thấy không ạ, một cái thân quạt 400, còn combo một quạt một pin một sạc giá là 700.000, em bao phí ship cho mọi người luôn. Muốn to muốn nhỏ các bác có thể vặn điều chỉnh qua chiếc áp này. Muốn to muốn nhỏ vặn điều chỉnh qua chiếc áp là cho em là ok nhá. Này tắt đi này, rồi to hẳn lên cho em. Wow, rồi quá là mát luôn thực sự với mọi người luôn nhá. Em để cái mức vừa phải thôi. Thân máy 400, cả bộ 700 giúp em nhé, bao phí vận chuyển toàn quốc này. Và đây tiếp tục lên này, một cái mã thân thủ. Trời ơi thân thủ này rất là nhiều anh em hỏi em, thời điểm trước cũng rất là nhiều nha. Mã thân thủ bụi của Elec. Con Elec này Bosun hoặc là Wookfix, đó đều là ba thương hiệu cùng chung một công ty họ sản xuất, nên mọi người yên tâm cho em về chất lượng. Giá thành con này thì quá ổn, giá thành con này thì quá ổn luôn. Đây à, đó các bác thấy không, trời ơi ồ cháy luôn cả đó, không để ý luôn. Các bác thấy biết nó khỏe như nào đúng không ạ? Con này nếu mà cái thổi vô cái cân điện tử ấy thì khoảng tầm hơn 8 lạng rưỡi giúp em luôn. Đây, con này nha, 8 lạng rưỡi cho em luôn. Con này là chân phổ thông, chân M21 Makita. Thông thường với những cái gọi là cái quạt điện thông, à cái thân thổi, cái thổi bụi ấy, thông thường với công suất 700-800W thì các bác thổi sẽ khoảng tầm được 2 lạng rưỡi. Con này thổi được 8 lạng rưỡi cho em, bác biết nó khỏe như nào đúng không ạ? À, có nhược điểm của nó là tiếng nó hơi kêu. Điểm tiếng hơi kêu thôi chứ còn rất là khỏe luôn. Elec cho em giá hiện tại 450 một thân máy nhá. Thân thổi Elec 450.000 cho em bao phí vận chuyển cho mọi người luôn. Nên là được kiểm tra hàng trước khi tỏa, những động cơ không chủ than nhá.
Rồi tiếp tục lên này. Em còn một cái vài cái bộ này. Bộ này là bộ 10 ly này. Bộ này là bộ 10 ly cũng của Elex nhá. Hiện tại đang có một pin, một máy một pin. Một máy một pin và có một sạc. Đây. Rồi tất tay nốt cho mọi người xem giá bao nhiêu. Bình thường, bình thường con này ra các bác mua phải tầm hơn 500 cơ. Đây con này còn khoảng 2-3 bộ. 3 bộ bán tất tay luôn cho bác em là 460 ngàn giúp em nhé. 460 là một máy 10 ly này, một pin 10 sao và một cái sạc như thế này. Về nhà các bác có đầy đủ đồ các bác xài luôn nhá. 10 ly mà 3 chức năng luôn. 10 ly mà 3 chức năng luôn cho em nhé. 460 ngàn một máy một pin một sạc. Giá em xả nhá, giá em xả nhá. Còn có khoảng 3 bộ. Đây, 3 bộ luôn như này. Em bao phí ship của khách hàng nhà em nhá. Rồi đây tiếp tục lên cho em này. Con này là một con mã máy siết ốc. Siết ốc mỏ bô lông giúp em mọi người nhá. Wow. Siết ốc của Workfit. Đó, Workfit cái bao xôn hoặc là Elex thì nó đều cùng chung một công ty. Mọi người yên tâm một cái chất lượng nha. Đầu tiên có thể nhìn cảm quan bên ngoài cho em. Nó sẽ là một thân máy này. Hai khối pin 10 sao, một sạc và hộp đựng như thế này luôn. Phát hiện ngày hôm nay này, em còn ít em dọn nốt kho đi. Dọn nốt kho chống bão mọi người ạ. Con này với lực của nó sẽ là 360 new cho em nhá. Đây, tốc số 1 này, tốc 2 này và tốc số 3. 3 cấp chỉnh tốc tùy điều chỉnh cho em, dòng đầu giống 2 trong 1. Và cái logo bo Workfit này là logo hàng dập nổi, chứng tỏ một điều đó là hàng công ty đúng không ạ? Đây có miếng sau đít của nó là bằng kim loại. Nhiều khi mọi người đi gõ đinh từ tôn, đầu vít các thứ để sơ cua cho em cũng được nhá. Một bộ một máy 2 pin một sạc và có hộp đựng thế này. Ngày hôm nay em khuyến mại thêm cho khách hàng em là một cái đầu chuyển vít, một đầu chuyển khoan. Giá 800 ngàn em bao ship và bảo hành 6 tháng cho tất cả khách hàng nghe luôn. Rồi, quá ngon, còn số lượng không có nhiều. Thực sự luôn, khá nào em đã giảm giá sale giảm là số lượng còn không còn nhiều nữa. Đó, giá rẻ để phụ tất cả quý khách hàng nhà em mọi người ạ. Thì ngày hôm nay thực sự luôn này, đồ pin quá trời luôn. Từ bu lông, từ gọi là quạt đèn này, quạt đèn hay là con cua xích đó. Mọi người có nhu cầu bán nào có thể liên hệ trực tiếp qua nhà em nhá. Tất cả các đầu số thì để em ghi trên màn hình rồi, các bác có thể tham khảo nhá. Xin chào tất cả mọi người ạ.